Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 91. Sau khi xác định vị trí của Ngư Thất Tình, Diệp Bắc Minh ẩn giấu khí tức, đi về phía thủy lao của nhà họ Ngư. Người trông coi thủy lao không nghĩ được, có người lại dám vào thủy lao nhà họ Ngư cứu người. Cả đoạn đường Diệp Bắc Minh thi triển quỷ môn thập tam châm, khiến tất cả những người canh gác đều hôn mê bất tỉnh, trực tiếp đến trước mặt Ngư Thất Tình. Cô Ngư. Ngư Thất Tình mở mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, lại cười tự chế giễu, anh Diệp, anh đến rồi à? Có lẽ tôi sắp chết rồi phải không? Trước khi chết lại có ảo giác này. Có điều, trước khi chết có thể gặp được anh Diệp một lần, thật tốt quái. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, cô Ngư, đây không phải là ảo giác. Hả? Cơ thể Ngư Thất Tình run lên, không có sức lực giơ tay dụi mắt, ảo giác, nhất định là ảo giác, đúng không? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không giải thích, đi đến trước người Ngư Thất Tình. Cúi đầu nhìn, sắc mặt liền sầm xuống, khóa xích được chế tạo từ sắt đen vạn năm, đâm xuyên xương bả vai của con gái ruột mình. Ngay cả đan điền, kinh mạch của cô đều bị phế rồi. Ngư Chính Dương có đúng là bố ruột của cô không? Sau khi Diệp Bắc Minh cứu Ngư Thất Tình, có chút khó mà tin được. Hai con gái của anh bị thương một chút thôi, Diệp Bắc Minh cũng đã vô cùng đau lòng. Ngư Chính Dương lại có thể đối xử với con gái ruột của mình như vậy. Anh Diệp, đúng là anh ư. Ngư Thất Tình chắc chắn người trước mặt thực sự là Diệp Bắc Minh, chứ không phải ảo giác liền hòa khóc anh Diệp. Hu, hu hu, vậy mà là anh thật. Anh đến cứu tôi ư. Thất Tình, hu hu hu, Thất Tình cảm động quái. Sau một hồi xúc động, Ngư Thất Tình lại bỗng kinh sợ, không đúng, anh Diệp, anh mau đi đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, sợ là không kịp rồi. Liền sau đó, phía sau vang lên một tràng cười lớn, ha ha ha, xúc sinh, mày đến nhanh thật đấy. Xem ra mày vẫn quan tâm đến con đề điện này, tao giấu nó ở nơi sâu trong thủy lao nhà họ Ngư mà mày cũng có thể ìm được đến đây. Vừa dứt lời, mấy bóng hình lần lượt đi đến. Ngư Chính Dương và Thạch Ngọc Hồng đi phía trước nhất, bên cạnh có một người đàn ông khí tức như mãnh hổ. Thạch Trung Hổ, cảnh giới thần tôn đỉnh phong. Phía sau ba người, ba ông lão khoác áo choàng đen trầm giọng nói, Lâm Trọng Sơn và Lục Duệ đều do cậu giết phải không? Vừa vào thần giới đã dám giết trưởng lão của Vạn Thần Tông, cậu thật to gan đấy. Đôi mắt của một ông lão mặc áo đen khác giấu dưới mũ đảo một lượt, nghe nói kẻ này vừa dung hợp hơn 100 chiếc xương chí tôn. Đừng lãng phí thời gian nữa, lập tức giết hắn lấy xương nghị. Ba ông lão mặc áo choàng đen cùng gật đầu, định ra tay giết Diệp Bắc Minh Hy. Đối đã. Thạch Trung Hổ bước ra một bước, chặn ba người, coi như tôi không tồn tại hả? Muốn cướp xương chí tôn trước mặt Thạch Trung Hổ tôi. Ông lão áo choàng đen ở giữa cất giọng lạnh lùng, Thạch Trung Hổ, Vạn Thần Tông làm việc mà ông cũng muốn nhúng tay hả? Ông lão áo choàng đen bên trái càng uy hiếp nói, Thạch Trung Hổ, ông muốn đối địch với Vạn Thần Tông sao? Thạch Trung Hổ cười, Vạn Thần Tông rất mạnh. Nhưng nếu tôi trốn vào rừng rậm tinh hồn, Vạn Thần Tông các ông có thể làm gì tôi đây? Ba người các ông muốn ra tay cũng được, tôi muốn lấy một nửa số xương chí tôn trong cơ thể tên nhóc này. Cái gì, một nửa? Sắc mặt ba ông lão mặc áo choàng đen sầm xuống, Thạch Trung Hổ, khẩu vị của ông cũng lớn quá rồi đấy. Không cho, vậy thì phải bước qua cửa ải của tôi trước đất. Vừa giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc rìu khổng lồ màu đen. Kết hợp với chiều cao khủng bố của Thạch Trung Hổ, sát khí ngút trời, khí thế bức người. Ông lão áo choàng đen bên trái định nổi nóng, thì bị ông lão áo đen ở giữa ngăn lại, được, chúng tôi đồng ý với ông, nhưng ông phải ra tay hạ gục được kẻ này. Xương Chí Tôn, chúng tôi chia cho ông một nửa. Cái gì, lão mã, không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thậm chí... Lúc này Diệp Bắc Minh hoàn toàn không nhìn đến ba người, vẫn đang trị thương cho Ngư Thất Tình. Ngược lại là Ngư Thất Tình lo lắng như con kiến trong nồi nóng, anh Diệp, anh đừng lo cho Thất Tình, anh mau chạy đi. Bây giờ anh dùng hết mọi thủ đoạn đột phá vòng vây, không chừng có thể sống thoát ra được. Đừng nói nữa, còn không hồi phục kinh mạch và đan điền của cô, cả đời cô hoàn toàn bị phế đấy. Diệp Bắc Minh chỉ thản nhiên nhả ra một câu. Dường như Thạch Trung Hổ và ba ông lão áo choàng đen của Vạn Thần Tông không hề có sức uy hiếp với anh vậy. Nhìn thấy cảnh này, lão mã cau chặt mày,
Rốt cuộc tên nhóc này có con bài gì? Nhưng bất luận có con bài gì, hắn chỉ là một con kiến vừa tiến vào thần giới thôi. Cho Thạch Trung Hổ đánh trận đầu trước, nếu ông ta và tên nhóc này đều bị thương thì bọn ta sẽ ngồi không hưởng lợi. Cho dù ông ta thực sự giết được tên nhóc này, một mình ông ta cũng không thể nào là đối thủ của ba người chúng ta. Nghĩ đến đây, Lão Mã mới đồng ý với yêu cầu của Thạch Trung Hổ. Cậu nhóc, chết đến nơi rồi còn giả bộ thâm sâu cái gì? Thạch Trung Hổ dậm chân một cái, thủy lao chấn rung dữ dội, cả người bay vút lên cao, rìu khổng lồ trong tay nghiền áp về phía Diệp Bắc Minh và Ngư Thất Tình như Thái Sơn đè xuống. Âm ầm, lấy Diệp Bắc Minh và Ngư Thất Tình làm trung tâm, tất cả mọi thứ xung quanh đều hóa thành bột vụn. Anh Diệp, Ngư Thất Tình căng thẳng tóm lấy cánh tay của Diệp Bắc Minh, vùi đầu vào phía sau lưng anh. Có thể chết cùng với anh Diệp, cũng coi như không uổng đời này. Đúng lúc cái rìu khổng lồ giáng xuống, chém hai người. Diệp Bắc Minh đột nhiên ngẩng đầu, chẳng lẽ ông không biết, dưới cảnh giới thần hoàng, tôi là vô địch sao? Mày nói cái gì? Thạch Trung Hổ ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm. Liền sau đó, nắm ngón tay trái chí tôn của Diệp Bắc Minh nắm lại. Kiếm Long Đạo xuất hiện trong tay, chém ra một đường. Thạch Trung Hổ thấp thoáng nhìn thấy một con huyết long xông ra, đập mạnh lên chiếc rìu khổng lồ trong tay như tử thần giáng xuống. Rắc, một tiếng giòn tan. Huyết long tiếp tục xông đến, hầm hầm đập lên người Thạch Trung Hổ. Phụt, Thạch Trung Hổ bay đi như chó chết, đập mạnh lên bức tường trong thủy lao, rồi lúc sâu vào. Anh, Thạch Ngọc Hồng ôm chặt miệng, con người suýt trố ra. Ngư Chính Dương run rẩy, không nhịn được kinh sợ nhìn sang Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, thực lực của anh. Vẻ mặt Ngư Thất Tình đầy bất ngờ. Quá bất ngờ. Sắc mặt của ba ông lão áo choàng đen của Vạn Thần Tông cùng trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhìn chằm chằm. Diệp Bắc Minh, kẻ này hơi quỷ dị, cùng ra tay, đừng cho hắn cơ hội nào, Lão Mã gầm quát lên. Hai ông lão áo choàng đen khác phản ứng lại, bàn tay nắm lên không trung. Trong tay mỗi người xuất hiện một thanh đao kiếm. Lão Mã cũng rút ra một thanh trường thương, ba người không hề do dự tấn công về phía Diệp Bắc Minh. Đối diện với ba người cảnh giới chí tôn đỉnh phong, Diệp Bắc Minh không hề sợ hãi. Bàn tay trái chí tôn cầm kiếm long đạo, tiếng huyết long gào thét vang lên không ngừng. Sau ba mươi mấy hiệp, Lão Mã cũng không trụ được nữa. Bị huyết long đập mạnh lên lồng ngực bay đi, phun ra một ngụm máu tươi, mau đi thôi, thực lực của tên nhóc này có vấn đề rất lớn, mau về bẩm báo với tông môn. Trong mắt của hai ông lão mặc áo choàng đen còn lại lóe lên tia sợ hãi. Ba người họ cùng liên thủ, ít nhất có thể kiên trì được 50 hiệp dưới tay cảnh giới thân hoàng. Nhưng dưới tay Diệp Bắc Minh, ngay cả 30 hiệp cũng không thể trụ được. Hắn là quái vật gì chứ? Đi thôi. Ba người quay đi tháo chạy khỏi thủy lao. Bây giờ muốn chạy hả? Không cảm thấy quá muộn rồi, sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, đang định đuổi theo. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Mày là ai, đừng cản đường, cút ra cho tao. Đừng. A. À. Liền sau đó, ba người lão mã bay ngược lại, đập mạnh xuống dưới đất, cơ thể ầm ầm nỏ tung. Một ông lão lưng gù chậm rãi đi vào thủy lao, đã vào thủy lao của nhà họ Ngư tôi, thì ngủ sâu ở đây đi. Lão tổ, sao ông lại đến đây? Ngư Chính Dương kinh hãi kêu một tiếng, sợ đến quỳ dưới đất, chứng thực suy đoán của Diệp Bắc Minh. Thạch Ngọc Hồng khóc đến đầm đìa nước mắt, lão tổ, ông nhất định phải làm chủ cho tôi. Tên xúc sinh này đã giết Thanh Thư, bây giờ lại xông vào nhà họ Ngư. Lão tổ nhà họ Ngư giơ tay ép về phía Thạch Ngọc Hồng, cô ồn ào quái. Phụt, cơ thể của Thạch Ngọc Hồng liền nổ tung. Ngư Chính Dương sợ đến mềm nhũn dưới đất, một vũng nước từ đũng quần chảy ra. Lão tổ nhà họ Ngư cau mày, cái đồ chẳng ra sêu. Rồi lại nhìn Diệp Bắc Minh một cái, khiến anh bạn Diệp chê cười rồi, nhà họ Ngư tôi sao lại sinh ra loại vô dụng như vậy chứ? Nếu nhà họ Ngư có thể sinh ra một người giống như anh bạn Diệp đây, cho dù Ngư Phong ba tôi đi chết ngay lập tức. Cũng không oán không hối hận. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nhà họ Ngư cũng không phải ai cũng như vậy, nhân phẩm của cô Ngư cũng rất tốt. Tôi đã thấy rồi. Lão tổ nhà họ Ngư cười gật đầu, con mắt nhìn sang Ngư Thất Tình, cho nên, lão phu quyết định để Thất Tình làm gia chủ của nhà họ Ngư kỳ tiếp theo. Không biết anh bạn Diệp thấy thế nào? À!
Ngư Thất Tình mở to con mắt, đúng là không dám tin vào ai của mình. Lão tổ, tôi không được. Cô ta hơi thấy kinh sợi. Lão tổ, làm sao có thể? Ngư Chính Dương bỗng ngẩng đầu, trong mắt đầy tia máu, con tiện nhân này làm bại hoại tôn nghiêm của nhà họ Ngư, nó đã thể phải làm trâu làm ngựa cho tên xúc sinh Diệp Bắc. Minh này, nó làm sao có thể làm gia chủ của nhà họ Ngư? Lão tổ, xin ông suy nghĩ lại. Lão tổ nhà họ Ngư cười lạnh lùng, nếu ông chết trong thủy lao, mặt mũi của nhà họ Ngư còn giữ được chút. Lão tổ, đừng. Ngư Chính Dương há hốc miệng, sợ đến toàn thân run rẩy. Lão tổ tha mạng, tha mạng. Tôi cũng không dám nữa ồ. Điên cuồng dập đầu. Lão tổ nhà họ Ngư nhìn Ngư Thất Tình, sống chết của ông ta, do cô quyết định. Hai chúng ta nhất định có thể quản lý nhà họ Ngư thật tốt, Thất Tình, con nói đi. Mặc cho Ngư Chính Dương cầu xin thế nào. Ngư Thất Tình cũng chẳng thèm nhìn Ngư Chính Dương đến một cái. Bắt đầu từ lúc Ngư Chính Dương vứt cô ta vào trong thủy lao, mặc kệ sự sống chết của cô ta, tình bố con của hai người đã kết thúc. Ngư Chính Dương thấy Ngư Thất Tình không nói gì, trong con mắt tràn đầy tia máu, đê tiện, quả nhiên mà là con đê tiện. Tao sinh ra mày, nuôi mày, mày lại thấy chết mà không cứu, tao là bố của mày đấy. Lão tổ nhà họ Ngư giơ tay ra tóm, Ngư Chính Dương hóa thành xương máu. Âm thanh im bặt, khóe mắt của Ngư Thất Tình trào ra một hàng lệ, lặng lẽ lau sạch sẽ. Bỗng nhiên, lão tổ nhà họ Ngư giơ tay, một thanh kiếm màu đen bay ra từ trong chiếc nhẫn chữ vật của ông tan. Thanh kiếm này kiểu dáng cổ xưa, bên trên khắc vân rồng nổi. Từng con rồng đen hung dữ như có thể xông ra bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh vui mừng, kiếm càn khôn chấn ngục. Xoạt, giơ tay tóm lên không trung. Kiếm càn khôn chấn ngục bay về trong tay. Choang, tiếng kêu không ngừng, dường như đang kích động. Kiếm càn khôn chấn ngục, đã lâu không gặp, Diệp Bắc Minh cũng kích động. Tay trái Chí Tôn cầm kiếm càn khôn chấn ngục, anh liền có tự tin vô tận. Sau khi bình tĩnh lại và cất kiếm càn khôn chấn ngục đi. Diệp Bắc Minh nhìn sang lão tổ nhà họ Ngư cảm ơn tiền bối. Lão tổ nhà họ Ngư thản nhiên cười, cậu Lý có thể mang thanh kiếm này đi, nhưng tôi hy vọng cậu Lý có thể đồng ý với tôi một điều kiện. Diệp Bắc Minh gật đầu, tiền bối, mời ông nói. Lão tổ nhà họ Ngư cũng khom lưng, nói thẳng, hy vọng cậu Lý ở lại, cưới Thất Tình làm vợ, làm con rể của nhà họ Ngươi. Phụt! Diệp Bắc Minh suýt nữa phun ra máu, cái gì? Cái gì? Khuôn mặt của Ngư Thất Tình đỏ ửng, xấu hổ dậm chân, lão tổ, ông. Ông ghép uyên ương bừa bãi gì vậy? Lão tổ nhà họ Ngư cau mày, làm sao? Hai người đều không muốn hả? Diệp Bắc Minh quả quyết lắc đầu, tiền bối, bên cạnh tôi đã có mấy hồng nhan chi kỷ. Ngư Thất Tình bất giác thất vọng. Rất muốn nói một câu, anh không hỏi làm sao biết tôi không đồng ý chứ? Lão tổ nhà họ Ngư suy nghĩ một lúc, thôi vậy, cậu không ở rể nhà họ Ngư cũng được. Chúng ta mỗi lên nhường một bước. Bây giờ hai người lập tức động phòng. Chỉ cần cho Thất Tình sinh một nam một nữ là được. Ngư Thất Tình hoàn toàn ngẩn người, lão tổ, liệu có quá nhanh không? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, không nhịn được truyền âm, tiểu tháp, người của thần giới đầu cởi mở như vậy sao? Ha ha ha, tháp càn khôn chấn ngục cười lớn, lão già này nhìn trúng huyết mạch của cậu, muốn cậu để lại giống nòi. Diệp Bắc Minh kêu gào, tôi không phải là ngựa giống quả quyết từ chối lão tổ nhà họ Ngư. Tiền bối, ông đổi điều kiện đi. Lão tổ nhà họ Ngư hơi tức giận, nhóc thối, dù thế nào cậu cũng không muốn phải không? Được, đã như vậy, tôi sẽ nói điều kiện cuối cùng, chỉ cần cậu còn sống một ngày thì không được để căn cơ của nhà họ Ngư bị lung lay. Nếu có người hoặc thế lực muốn làm hại nhà họ Ngư, cậu phải ra tay vì nhà họ Ngư vô điều kiện. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, tôi đồng ý với ông. Hừ, không biết tốt xấu. Lão tổ nhà họ Ngư hừ một tiếng, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Vì vậy, bầu không khí trong thủy lao hơi ngượng ngập. Diệp Bắc Minh nhìn Ngư Thất Tình, cô Ngư, việc đó. Cô đừng hiểu lầm. Ngư Thất Tình rất thất vọng, cười khổ gật đầu, tôi biết, anh Diệp không thích tôi. Diệp Bắc Minh vội giải thích, không phải không thích. À. Anh Diệp, anh, đôi mắt của Ngư Thất Tình sáng lên, TP. Diệp Bắc Minh vỗ trán, không phải, tôi không có ý đó. Ngư Thất Tình hơi đỏ mặt, cúi đầu đi đến, anh Diệp,
tôi hiểu ý của anh, nếu anh không có ý đó cũng sẽ không mạo hiểm đến cứu tôi, thất tình hiểu tâm ý của anh Diệp. Diệp Bắc Minh rất khóe miệng, hỏng rồi, lần này giải thích không rõ ràng rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười điên cuồng, ha ha ha, cậu nhóc, bất kể cậu đi đến đâu cũng để lại món nợ đào hoa. Diệp Bắc Minh lách đầu, đưa tay tóm về phía khe nứt bức tường bên cạnh. Một luồng sức mạnh tấn công đến. Thạch Trung Hổ thoi thóp thở bị ném ra. Giọng nói gần như vô tình lạnh như băng vang lên, biết tại sao không giết ông không? Sắc mặt Thạch Trung Hổ đầy sợ hãi, ông ta chết cũng không ngờ tên nhóc vừa từ hạ giới lên lại khủng bố như vậy, cậu Diệp, tiểu nhân không bi. Diệp Bắc Minh nhả ra bốn chữ, rừng rậm tinh hồn. Thạch Trung Hổ hiểu ra. Chẳng lẽ là vì lúc mình và trưởng lão Vạn Thần Tông nói chuyện, đã nói ra bốn chữ rừng rậm tinh hồn. Bốn chữ này là lý do để Diệp Bắc Minh không giết ông ta. Ức ực. Thạch Trung Hổ nuốt nước miệng, cậu Diệp, cậu biết gì về rừng rậm tinh hồn? Tôi đã ở trong đó liên tục hơn trăm năm. Bất kể cậu muốn biết gì, chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ nói với cậu toàn bộ. Diệp Bắc Minh gật đầu, ông biết bao nhiêu về tinh hồn thảo. Thạch Trung Hổ đã nhìn thấy hy vọng sống, nhanh chóng nói, tôi biết rõ tinh hồn thảo. Vật này sinh trưởng ở nơi sâu nhất trong rừng rậm tinh hồn. Nghe đồn, tinh hồn thảo được tạo thành sau khi yêu thú cảnh giới thần hoàng chết và ngưng tụ thần hồn. Vì vậy, vật này cực kỳ quý giá, thông thường cho dù xuất hiện cũng sẽ bị các thế lực lớn mua về. Giải thích một hồi xong, ông ta nói gần giống với Tiêu Vô Tướng. Diệp Bắc Minh lách đầu, cũng giống như tôi được biết, không có thông tin có giá trị. Ông có thể đi chết rồi. Một luồng khí tức chết chóc ập đến, Thạch Trung Hổ sợ đến thụp quỳ xuống đất, kinh sợ cầu xin, đừng. Cậu Lý, tha cho tôi một mạng đi, tôi còn có tác dụng. Tôi thực sự còn có ích, đúng, cậu Diệp, tôi có thể đưa cậu đi tìm tỉnh hồn thảo. Hơn nữa bây giờ tôi có thể dùng thần hồn để thề, bắt đầu từ bây giờ trở thành nô lệ của cậu. Phập, 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 Thạch Trung Hổ điên cuồng dập đầu, ông ta không muốn chết, thực sự không muốn chết. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay chém về phía đầu của Thạch Trung Hổ. Đừng, tôi đồng ý. Thạch Trung Hổ trực tiếp phun ra ngụm máu tươi, khắc. Mấy đạo phù văn màu máu. Diệp Bắc Minh tiện tay điểm một cái, máu tươi rực cháy. Huyết thể thần hồn hoàn thành. Lúc này, Thạch Trung Hổ chỉ cảm thấy có một bàn tay lớn vô hình lơ lửng trên thần hồn của ông ta. Chỉ cần tùy ý nắm lại, có thể khiến ông ta hồn bay phách tán. Chủ nhân, cậu muốn lúc nào thì đi vào rừng rậm tỉnh hồn, Thạch Trung Hổ bỏ đến. Diệp Bắc Minh lướt nhìn ông ta một cái, chúng ta lập tức xuất phát, nhưng trước khi xuất phát, để tôi xử lý thương tích của ông trước đãi. Chủ nhân, cậu còn hiểu y thuật ư? Thạch Trung Hổ hơi ngạc nhiên. Võ giả cảnh giới càng cao, những thứ học được cũng càng thuần túy. Võ giả cảnh giới thấp, những thứ học được khá nhiều, khá phức tạp, còn có chút khả năng. Một khi đến thực lực cảnh giới như Diệp Bắc Minh, cứ học. Thêm một thứ cũng rất có thể ảnh hưởng đến tiến trình võ đạo. Có những võ giả nghiên cứu kiếm pháp, thì cả đời chỉ học kiếm pháp. Quyền pháp, đao pháp đều không học. Chỉ có võ giả thuần túy như vậy mới có thể tiến vào cảnh giới cao hơn. Cho nên, khi Diệp Bắc Minh nói mình hiểu y thuật, Thạch Trung Hổ nghĩ rằng anh chỉ biết qua loa. Cùng làm có thể giúp ông ta xử lý chút thương tích. Điều khiến Thạch Trung Hổ không ngờ là, Diệp Bắc Minh trực tiếp giơ tay bản ra 13 cây châm. Lập tức chui vào huyệt đạo của ông ta. Liền sau đó, đây là... Cơ thể của Thạch Trung Hổ run lên, kinh mạch vốn tổn thương lại được lưu thông, nối liền. Còn chưa đợi ông ta hoàn hồn, Diệp Bắc Minh lại ném đến một viên đan dược, uống nó đi, trong nửa ngày nếu. Thạch Trung Hổ ngẩn người tại chỗ, nhìn chăm chăm Diệp Bắc Minh như nhìn thấy quỷ chủ. Chủ nhân. Ức ực, ức ực, ức ực, nuốt nước miếng dữ dội. Cậu không đùa chứ? Thuộc hạ bị thương rất nặng, cho dù là thần y ra tay cũng phải 3 tháng trở lên mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cậu, lại chỉ cần 3 ngày. Diệp Bắc Minh đảo nhìn ông ta một cái, ông nói nhiều quá đấy, nếu không uống thì thôi. Tôi uống. Thạch Trung Hổ vội vàng nhận lấy đan dược trong tay Diệp Bắc Minh và nuốt xuống. Một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần xuyên qua chân ai xương cốt. Nhanh chóng hồi phục thương tích trong cơ thể. Chỉ trong phút chốc, thương tích đã hồi phục hơn 5 phần.
Vừa nãy Diệp Bắc Minh nói trong vòng nửa ngày hồi phục 7-8 phần, xem ra không phải nói đùa. Suýt. Thạch Trung Hổ hít khí lạnh, chủ nhân đúng là vừa từ hạ giới tiến vào thần giới không? Chỉ với y thuật này đã cực kỳ nghịch thiên rồi. Thực lực võ đạo còn khủng bố như vậy. Đúng là y võ song tuyệt. Càng đừng nói trong cơ thể chủ nhân còn có hơn 100 chiếc xương chí tôn, chẳng lẽ? Chủ nhân thực sự là kẻ may mắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thạch Trung Hổ nhìn Diệp Bách Minh hoàn toàn thay đổi. Kích động đến toàn thân run rẩy. Đương nhiên Diệp Bắc Minh không biết những suy nghĩ của Thạch Trung Hổ, cũng không thèm suy đoán. Quay người đi ra ngoài thủy lao, Thạch Trung Hổ nhanh chóng đi theo. Hai người đi đến lối ra của thủy lao thì nhìn thấy lão tổ nhà họ Ngư và Ngư Thất Tình dẫn một đám lãnh đạo cấp cao của nhà họ Ngư đứng đợi ở đó. Thấy cảnh một đám lãnh đạo cấp cao nhà họ Ngư vây quanh Ngư Thất Tình, là biết bây giờ thân phận của cô ta đã là gia chủ của nhà họ Ngư. Lão tổ nhà họ Ngư mỉm cười, anh bạn Diệp, thực sự không suy nghĩ lại sao? Bây giờ Thất Tình đã là chủ của nhà họ Ngư, kết hợp với một tông chủ Thái Dương Tông cũng không coi là mất mặt chứ. Chỉ cần anh bạn đồng ý, nhà họ Ngư tôi lập cử hành hồn lễ cho hai người. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiền bối đừng đùa nữa, vãn bối còn có việc phải làm, đang định cáo từ đây. Đôi mắt đẹp của Ngư Thất Tình lóe lên tia thất vọng. Lão tổ nhà họ Ngư gật đầu, tôi cũng không cưỡng ép, chỉ hy vọng anh bạn Diệp nhớ chuyện đã đồng ý với tôi. Đương nhiên rồi, Diệp Bắc Minh trả lời chắc chắn. Lão tổ nhà họ Ngư vô cùng hài lòng với thái độ của Diệp Bắc Minh, năm ngón tay nắm lại. Sách cổ bay đến rơi vào trong bàn tay Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mở ra xem, liền ngẩn người, kiếm linh của kiếm càn khôn chấn ngục bị tổn thương. Theo ghi chép trên sách cổ này, muốn hô gọi kiếm linh rất đơn giản, chỉ cần để nó nuốt chứng khí linh của thần khí khác là được. Lão tổ nhà họ Ngư lắc đầu, lão phu chưa từng thử, nếu có cơ hội sau này cậu có thể thử xem L. Liền sau đó, bây giờ có thể thử xem L. Chỉ với một suy nghĩ của Diệp Bắc Minh, lòng bàn tay xuất hiện một thanh thần kiếm 9 con rồng vàng quấn quanh. Kiếm Long Đạo. Lão tổ nhà họ Ngư kinh ngạc, đây là kiếm Long Đạo. Cậu nhóc, đây là bảo vật trấn quốc của thần quốc Đại Ngụy. Vì kích động, giọng của lão tổ nhà họ Ngư cũng run run, vật này đã vượt xa phạm trù thần khí, là tổ khí trấn quốc của thần quốc Đại Ngụy. Diệp Bắc Minh, cậu đừng kích động, vật này là một món chí bảo, đừng dễ dàng hủy nói. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, với tôi, vật này chẳng khác gì một thanh kiếm bình thường. Kiếm Long Đạo rung lên, hình như biết số phận của nó vậy. Cu! Nó bùng phát ra một đường kim quang, lại muốn giấy giụa thoát khỏi tay Diệp Bắc Minh. Năm ngón tay Diệp Bắc Minh tóm chặt, một tay khác lấy ra kiếm càn khôn chấn ngục, chém lên kiếm Long Đạo. Choang một tiếng giòn tan, kiếm Long Đạo gãy nứt, một đường hư ảnh kiếm hồn vút lên trời. Diệp Bắc Minh không hề do dự quát một tiếng, kiếm càn khôn chấn ngục, nuốt chửng nó cho tôi. Bùi! Trong kiếm càn khôn chấn ngục lại vang lên một giọng cô gái, cuối cùng cũng ăn no một lần. Cảm ơn chủ nhân! Cái gì? Việc này! Nghe thấy giọng truyền ra từ trong kiếm càn khôn chấn ngục, mọi người nhà họ Ngư liền chấn kinh. Ngư Thất Tình mở to đôi mắt đẹp, Thạch Trung Hổ tỏ vẻ mặt kinh hãi tuyệt vọng. Lão tổ nhà họ Ngư hít khí lạnh, suýt, hồn của kiếm này lại biết nói. Thông thường thần khí có thể chủ động chọn chủ nhân. Có ý thức tự chủ sánh vai chiến đấu cùng chủ nhân. Còn tổ khí lại có ý thức nhất định, có thể tiến hành giao lưu giữa thân niệm với chủ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không nói tiếng người. Thanh kiếm này lại biết nói. Nó, chẳng lẽ nó thực sự là thanh kiếm đó. Nếu lão tổ nhà họ Ngư biết trong cơ thể Diệp Bắc Minh còn có một tòa tháp biết nói, thì sẽ phản ứng thế nào đây? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, cái gì gọi là cuối cùng đã ăn no một lần. Trước đây cô cũng không nói muốn ăn mà. Giọng của cô gái lại vang lên, chủ nhân, trước đây người A cũng muốn ăn mà. Nhưng mỗi lần chiến đấu chủ nhân mới lấy người ta ra, lúc sức mạnh của chủ nhân truyền vào trong cơ thể người ta. Người ta thực sự muốn biến những sức mạnh đó thành món ăn ngon đấy, nhưng người ta biết chủ nhân dùng sức mạnh giết địch. Mỗi lần chiến đấu xong, người ta đều đói bụng đấy. Đói lâu ngày, người ta chỉ muốn ngủ, không thể giao lưu với chủ nhân. Kiếm hồn nói xong, suýt, trời ơi! Trong đôi mắt của đám người nhà họ Ngư ngoài kinh hãi vẫn là kinh hãi. Bên ngoài thủy lao cực kỳ yên tĩnh.
Diệp Bắc Minh khế động trong lòng hỏi, cho nên, cô không những có thể nuốt chửng khí linh của vũ khí khác, mà còn có thể cả sức mạnh của võ giả. Đúng thế. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trả lời chắc chắn. Diệp Bắc Minh vui mừng, thật không? Đồng tử của lão tổ nhà họ Ngư bên cạnh co mạnh lại. Cơ thể già nua khẽ run rẩy. Không đợi Diệp Bắc Minh lên tiếng, lão tổ nhà họ Ngư liền cướp lời trước, tất cả mọi người nhà họ Ngư nghe lệnh, tất cả không ai được truyền chuyện hôm nay ra ngoài, ai dám tiết lộ một chữ, gia pháp đang đợi. Không được, chẳng may tiết lộ trách chẳng sẽ gây họa sát thân cho Diệp Tông Chủ. Tất cả mọi người lập tức thề với liệt tổ liệt tông, nếu tiết lộ bí mật của thanh kiếm này nửa chữ. Không những bị thiên lôi đánh chết, còn mãi mãi không được siêu sinh. Ngư thất tình sợ giật mình, lão tổ, không cần vậy chứ. Mọi người nhà họ Ngư cũng gật đầu theo. Ngư thất tình chỉ đành thề theo yêu cầu của lão tổ. Các lãnh đạo cấp cao khác của nhà họ Ngư cũng thề theo. Diệp Bắc Minh nhìn lão tổ nhà họ Ngư, cảm ơn tiền bối thay tôi giữ bí mật này. Tuy để người khác biết bí mật này cũng không sao. Nhưng, lão tổ nhà họ Ngư đã tỏ thái độ như vậy. Lão tổ nhà họ Ngư dường như nhìn ra suy nghĩ của Diệp Bắc Minh, giọng điệu trầm trọng, Diệp Tông CS, có phải cậu suy nghĩ giống họ không? Cảm thấy chuyện này truyền ra ngoài thì cũng không sao. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, gật đầu, đúng thế. Cậu có biết, chuyện này sẽ gây ra họa sát thân cho cậu không? Đôi mắt của lão tổ nhà họ Ngư cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Bắc Minh hát hát thản nhiên nói, tiền bối, trong cơ thể tôi có hơn 100 chiếc xương chí tôn. Qua mấy ngày nữa sợ rằng sẽ truyền khắp cả thần giới, tôi đã gây ra họa sát thân rồi. Thêm một thanh kiếm, hình như cũng không sao chứ. Không, cậu không hiểu. Lão tổ nhà họ Ngư lắc đầu, nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, xương chí tôn đúng là đã gây cho cậu họa sát thân, nhưng sau khi vượt qua cảnh giới thần hoàng, thần cốt trong cơ thể võ giả đã định hình. Cần thêm xương chí tôn của cậu cũng không có tác dụng gì. Cho nên, người trên cảnh giới thần hoàng chắc chắn sẽ không vì xương chí tôn mà truy giết cậu. Nhưng thanh kiếm này thì khác. Cậu biết một thanh binh khí có thể hấp thụ sức mạnh của võ giả, có nghĩa là gì không? Diệp Bắc Minh ngẩn người, anh vẫn chưa nghĩ kỹ. Lão tổ nhà họ Ngư trả lời thay anh, việc này có nghĩa là tiềm lực của thanh kiếm vô cùng vô tận. Nếu bị người có dã tâm lấy được thanh kiếm, sẽ càng điên cuồng thu gặt tính mạng của võ giả để nâng cao uy lực của thanh kiếm này. Nếu xảy ra chuyện này, Diệp Tông Chủ cảm thấy sẽ thế nào? Lời vừa được nói ra. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Lão tổ nhà họ Ngư bổ sung một câu, xương chí tôn chỉ sẽ khiến một số thế lực truy giết cậu, nhưng thanh kiếm này lại khiến cả thần giới nổi lên một màn gió tanh mưa máu. Suýt, ngay cả Diệp Bắc Minh cũng phải hít khí lạnh. Ánh mắt của lão tổ nhà họ Ngư ngưng trọng, cho nên, Diệp Tông Chủ còn cảm thấy lão phu làm lớn vấn đề lên không? Còn chưa đợi Diệp Bắc Minh trả lời. Giọng của lão tổ nhà họ Ngư lại vang lên, Diệp Tông Chủ, mời cậu rời đi đi. Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Ngư không có quan hệ gì với Diệp Tông Chủ. Yêu cầu trước đó của tôi, cũng hủy toàn bộ, chỉ hy vọng Diệp Tông Chủ quên nhà họ Ngư đi, từ nay về sau đừng nói quen biết nhà họ Ngư. Cũng đừng nói có qua lại gì với nhà họ Ngư. Những lời nói đột ngột đó khiến Ngư thất tình hơi biến sắc, lão tổ, ông. Làm sao vậy? Lão tổ nhà họ Ngư quát một tiếng, cô im miệng. Rồi nhìn sang Diệp Bắc Minh, không dao động, Diệp Tông Chủ, có được không? Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi hiểu. Tiền bối đã nói đến mức này, tôi còn không đi cũng đúng là không hiểu chuyện. Cáo từ. Nhà họ Ngư đã sợ bị liên lụy. Anh cũng không có gì để nói. Quay người, biến mất. Diệp Bắc Minh vừa mới biến mất, Ngư thất tình đã vội vã lên tiếng, lão tổ, tại sao ông làm vậy? Chẳng phải ông cũng coi trọng anh Diệp sao? Tại sao, phải đối xử với anh ta như vậy? Vẻ mặt của lão tổ nhà họ Ngư phức tạp, tôi tin kẻ này là rồng phượng, càng tin tiền đồ của cậu ta không có giới hạn. Nhưng cô biết thanh kiếm đó có lai lịch thế nào không? Thanh kiếm đó... Còn có một tòa tháp từng khiến cả thần giới suýt bị hủy diệt. Không những vậy, từng có một gia tộc cực kỳ cường mạnh cũng bị hủy diệt hoàn toàn vì nó. Không ngờ thanh kiếm này lại quay lại, chẳng lẽ cô muốn nhà họ Ngư cũng giống như gia tộc đó sao? Ông đang nói đến hoa tộc thượng cổ ư, Ngư thất tình ngẩn người. Lão tổ nhà họ Ngư gật đầu, đúng thế. Sau khi lão phu xác định được lai lịch của thanh kiếm đó,
nhưng không phải muốn chiếm hữu nói. Mà muốn vạch rõ ranh giới với nó. Thất tình, cô phải hiểu đây là một thanh kiếm không may mắn. Bất kỳ ai chỉ cần có liên quan đến nó, chỉ có một kết cục, đó là mãi mãi không được siêu sinh. Ngư thất tình cần môi. Không nhịn được lên tiếng, lão tổ, thất tình có một chuyện chưa nói với ông. Chuyện gì? Trên khuôn mặt nghiêm trọng của lão tổ nhà họ Ngư kèm theo ba phần nghỉ hoặc. Không biết qua bao lâu, lão tổ nhà họ Ngư mới phản ứng lại, cô nói thật chứ? Ngư thất tình gật đầu, tôi đã ở huyền giới một thời gian, anh Diệp rất nổi tiếng ở huyền giới. Làm việc sát phạt quyết đoán, có danh hiệu là sát thần. Tôi đã âm thầm cho người điều tra thân thế bối cảnh của Enesta, có thể chắc chắn anh ta đến từ hoa tộc thượng cổ. Lão tổ nhà họ Ngư cực kỳ ngưng trọng, chắp tay sau lưng, không đừng đi đi lại lại. Lão tổ, làm sao thế, Ngư thất tình nghỉ hoặc. Lão tổ nhà họ Ngư dừng lại, nếu cậu ta chỉ có thanh kiếm đó, không chừng còn có cơ hội sống sót. Nhưng cậu ta lại là người của nhà họ Diệp thượng cổ, sợ rằng sẽ chết chắc. Cái gì? Ngư thất tình liền lo lắng, lão tổ, có phải ông biết điều gì không? Nếu có thể, ông nhất định phải cứu anh Diệp. Lão tổ nhà họ Ngư lắc đầu, thở dài một tiếng, cứu cậu a. Đừng nói có cơ hội hay không trước, nhân tiện có thể đưa cả nhà họ Ngư cùng vào chỗ vạn kiếp không hồi sinh. Thất tình, bắt đầu từ bây giờ không cho phép cô liên lạc. Với Diệp Bắc Minh, sau này gặp cậu ta, cũng phải coi như người xa lại. Nhớ đó, đây là mệnh lệnh. Cùng lúc đó, cách mấy triệu dặm. Thần quốc đại ngụy, cả đại điện hoàng cung chật kín người, gần như không có chỗ đặt chân. Nhưng, cả đại điện chật kín mấy chục vạn người lại yên tĩnh đến đáng sợ. Không có ai dám thở mạnh, càng không có ai dám lên tiếng. Chỉ vì nửa canh giờ trước, long khí chôn không trung hoàng cung đại ngụy đã dập tắt. Trên không trung hoàng cung đại ngụy có tổng cộng 9 long khí, cửu ngũ chí tôn. Cho nên nhà họ Ngụy lấy nó đưa ia xây dựng quốc gia. Lúc này, 9 long khí thì bị dập tắt mất 1, 8 long khí còn lại cũng đều tối tăm không ánh sáng. Có vẻ như cũng đang sắp dập tắt. Một ông lão áo choàng đỏ run run ngẩng đầu, kinh hãi nhìn 8 long khí còn lại, họ quay lại rồi. Khí vận của thần quốc đại Ngụy ta sắp cạn. Đại tế tư, ông nói cái gì? Ai quay về? Không khí chấn rung một trận, rất nhiều bùa chú hiện lên trong không trung. Liền sau đó, những phù văn này tụ lại với nhau, một hình ảnh xuất hiện. Gru, một con huyết long trong hình ảnh gào thét, lại một lúc nuốt chửng hết 9 long khí của thần quốc đại ngụy. Suýt, chuyện này. Cả hội trường tĩnh lặng như cái chết. Ông lão mặc áo choàng đen phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng hét lớn, ha ha ha. Hoa tộc thượng cổ, họ quay lại rồi. Ngụy quốc của chúng ta sắp diệt vong rồi, ha ha ha. Ha ha ha. Khí vận vốn thuộc về họ, chúng ta đã trộm lấy khí vận của họ. Ha ha ha, toàn hội trường ngây ra như gà mắc thóc. Bỗng nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên, người đầu, đại tế tư không được khỏe, đưa ông ta xuống nghỉ ngơi. Mấy hộ vệ tiến lên, đưa ông lão áo choàng đen đi. Mọi người đều chuyển ánh mắt, nhìn lên người đàn ông trung niên mặc long bào. Chính là hoàng đế của thần quốc đại Ngụy, Ngụy Thương Lan. Lúc này, Ngụy Thương Lan co giật ra mặt, khí tức như mãnh hổ xuống núi, muốn diệt thần quốc ta. Đúng là kẻ ngốc năm mươi. Thứ nhất, lập tức tìm kẻ có khả năng là người của hoa tộc thượng cổ cho tôi. Chỉ cần là kẻ đáng nghi, giết không tha, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thứ hai, Ngụy Thương Lan dừng một lúc, ngẩng đầu nhìn long huyết trong không trung, bắt đầu từ nay thần quốc đại Ngụy cấm bất kỳ nơi nào xuất hiện long huyết, trong tất cả công pháp nào mà xuất huyết long huyết đều lập tức dừng tu luyện. Nếu không, giết không tha. Thứ ba, Thái Dương Tông khôi phục, trong cơ thể tông chủ mới đã dung hợp 148 chiếc xương chí tôn. Con trai tôi chết trong tay hắn, kiếm long đạo cũng bị hắn cướp. Tìm được kẻ này, giết không tha. Ngụy Thương Lan ngồi trên ghế rồng, nhìn xung quanh. Tôi không tin, một lời dự đoán nhỏ nhoi, lại tiêu diệt được cả vận khí hàng triệu năm của thần quốc đại Ngụy ta. Sau khi rời khỏi nhà họ Ngư, Thạch Trung Hổ đã công nhận thân phận chủ nhân của Diệp Bắc Minh. Thấy Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt bình tĩnh, Thạch Trung Hổ không nhịn được nói thêm một câu, chủ nhân, cậu thực sự kiềm chế được sao? Người ta đã đuổi cậu đi như vậy, cậu không tức giận chút nào sao?
Diệp Bắc Minh thản nhiên cười, đối với tôi, nhà họ Ngư cũng như người qua đường. Tôi cứu Ngư thất tình cũng coi như đã hoàn toàn trả ân tình cho cô a, con người đều hướng về cái lợi tránh cái hại, tôi có gì phải tức giận. Thạch Trung Hổ vẫn tức giận không thôi, tôi vẫn không thể hiểu được, thực lực của chủ nhân khủng bố như vậy. Trong cơ thể còn có hơn 100 chiếc xương chí tôn, lại có một thanh binh khí tiền đồ vô lượng. Rốt cuộc lão tổ của nhà họ Ngư sợ cái gì? Diệp Bắc Minh không lăn tăn, trực tiếp chuyển chủ đề, đừng nghĩ nhiều quá, đưa tôi đến rừng rậm tinh hồn. Vâng, tuy Thạch Trung Hổ bất mãn với cách làm của nhà họ Ngư. Nhưng nghe thấy Diệp Bắc Minh nói như vậy, cũng không dám nói gì. Dẫn Diệp Bắc Minh trực tiếp đi về hướng rừng rậm tinh hồn. Sau một ngày, đã đến được rừng rậm tinh hồn, dãy núi cao mấy trăm ngàn mét liên miên vô tận. Khí thế hào hùng, kéo dài hàng trăm triệu dặm. Diệp Bắc Minh giật khỏe miệng, đây là rừng rậm ư. Thạch Trung Hổ cười giải thích, chủ nhân, rừng rậm tinh hồn chỉ là một cách gọi. Trên thực tế, nơi này là biên giới giữa nhân tộc và yêu tộc, chỉ cần xuyên qua rừng rậm tinh hồn, đối diện chính là lãnh thổ của yêu tộc. Biên giới của rừng rậm tinh hồn tổng cộng 1 triệu dặm, cách 1 vạn dặm thì có một toàn thành, tổng cộng 100 tòa thành. Một khi có yêu tộc xuất hiện, cả trăm tòa thành sẽ cùng phát ra cảnh báo, võ giả của nhân tộc có thể biết ngay lập. Tức, muốn tiến vào rừng rậm tinh hồn, thì phải tiến vào một tòa thành trong đó trước. Lúc này Diệp Bắc Minh mới chú ý đến. Giữa mỗi tòa thành có liên kết trận pháp, một màn sáng trong suốt chìm vào sâu trong bầu trời, hoàn toàn ngăn cách liên lạc giữa rừng rậm tinh hồn và bên ngoài. Hầu tử, anh ta mặc trang phục của binh sĩ canh thành, đang kiểm tra những người ra vào. Diệp Bắc Minh ngắc nhiên, hầu tử, sao anh lại ở đây? Hầu tử ngẩn người, sau khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh cũng rất kích động, anh Diệp, sao anh lại đến đây? Bàn giao với binh sĩ bên cạnh một câu, rồi chạy đến trước Diệp Bắc Minh. Vô cùng kích động ôm Diệp Bắc Minh một cái, tôi còn tưởng trong mấy năm cũng không thể gặp lại anh chứ, không. Ngờ anh Diệp lại đến rừng rậm tinh hồn. Diệp Bắc Minh ngảm nhìn hầu tử, thế này là thế nào? Chẳng phải anh gia nhập thất tinh các sao? Sao lại ở đây canh gác cổng thành? Hầu tử hơi lúng túng cười, căn cốt của tôi hơi kém, chỉ có thể làm thần bộc của thất tinh các. Sau khi tôi gia nhập thất tinh các, lại không cẩn thận đắc tội với một trưởng lão, đã thị điều đến rừng rậm tinh hồn. Canh gác cổng thành. Nhưng tôi sống vẫn ổn, chỉ là cần tuần tra, không có thời gian luyện võ. Gần giống với thế giới hiện thực. Không có bối cảnh. Căn cốt bình thường. Điều đến biên cương. Thạch Trung Hổ ở một bên bổ sung một câu, chủ nhân, các tông môn mỗi năm đều cử người đến rừng rậm tinh hồn canh gác. Có điều tỷ lệ chết của đội tuần tra cao đến một nửa, rất nhiều người gần đều bỏ mạng. Nghe thấy lời này, con mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên tia tức giận. Hầu tử cười xua tay, anh Diệp, người từ hạ giới lên đều như vậy. Thực ra cũng không có gì, chỉ cần vượt qua 3 năm, tôi có thể về thất tinh các thoát khỏi thân phận thần bộc, trở thành đệ tử chính thức. Diệp Bắc Minh cau mày. Bỗng nhiên, bốp, một chiếc roi dài giáng xuống, quất mạnh lên sau lưng hầu tử. Xoẹt, một luồng khí tức sấm sét bùng lên, đánh cho lưng hầu tử toét máu. Một mùi cháy truyền đến. Hầu tử đã đến bờ môi chằng bệch, cơ thể không nhịn được run lên. Lời vừa được nói ra, vẻ mặt binh sĩ canh thành khác đều biến sắc. Có người không nhịn được cầu xin, cậu Khương, Vương Khinh Hậu chỉ có thực lực cảnh giới thần đế sơ kỳ, 300 roi giáng xuống, sợ rằng không chết cũng phết. Cậu tha cho anh ta lần này đi. Khương Kiếm Phong lạnh lùng hừ một tiếng, quy tắc là quy tắc. Mày thay cầu xin thay hắn, hay là mày chịu 300 roi này? Việc này, người cầu xin sợ đến vội vàng lùi lại, những người khác cũng đều im miệng. Người đâu, hành hình. Khương Kiếm Phong lạnh lùng quát một tiếng. Hai người đàn ông trung niên phía sau bước lên một bước, định ra tay. Diệp Bắc Minh cau mày, hầu tử, vẫn còn đang ở cổng thành, cách cổng thành chưa đến 20 bước, đâu có tính là rời khỏi vị trí 2. Ô, Khương Kiếm Phong cười quái dị một tiếng. Cười như không cười nhìn Diệp Bắc Minh, tao nói hắn tự ý với khỏi vị trí thì là tự ý rời khỏi vị trí, cho dù hắn rời một bước thì cũng vậy. Nhóc con, làm sao? Mày không phục hả? Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Một luồng lửa giận ngút lên trong lòng. Hầu tử thấy tình hình không ổn,
vội vàng kéo Diệp Bắc Minh, anh Diệp. Đừng, anh vừa đến thần giới, tuyệt đối đừng đắc tội người khác. 300 roi thôi, cũng không có gì ghê gớm. Ngược lại là anh Diệp, nếu anh đắc tội với thống lĩnh Khương, thì không thể bảo đảm an toàn. Với tính cách của Diệp Bắc Minh, chẳng may ra tay, chắc chắn là con đường chết. Bỗng nhiên, Khương Kiếm Phong cười, Vương Khinh Hậu, anh bạn này của mày hình như rất không phục. Vậy bản thống linh thay đổi trừng phạt, 400 roi trong mắt Diệp Bắc Minh sát ý ngưng tụ. Khương Kiếm Phong không nhịn được cười lớn, sát ý. Ha ha ha, mày còn muốn giết tao. Lúc này, giọng của Thạch Trung Hổ ở một bên vang lên, thống lĩnh Khương, ta tôi bảo cậu ấy qua đây để hỏi mấy câu. Cho nên, người này có lẽ không tính là tự ý rời khỏi vị trí chứ. Khương Kiếm Phong sầm mặt, lạnh lùng nhìn Thạch Trung Hổ, Thạch Trung Hổ, ông cũng ở rừng rậm tỉnh hồn hơn 100 năm, chẳng lẽ cứ phải đối đầu với tôi? Thạch Trung Hổ cười lắc đầu, xin lỗi, Thạch Trung Hổ tôi có rất nhiều kẻ thù. Thêm một mình anh cũng không là gì, những năm nay tôi chém giết vô số yêu tộc, cũng có được tinh hồn lệnh. Nói xong, lấy ra một lệnh bài màu đen lắc lư. Tôi có tư cách bảo một binh sĩ canh thành ra trả lời câu hỏi của tôi chứ? Tinh hồn lệnh, do các tông môn liên hiệp lại phát ra có thể đi lại tự do trong rừng rậm tinh hồn. Sắc mặt Khương Kiếm Phong khó coi, đương nhiên ông có tư cách này. Thạch Trung Hổ chỉ vào hầu tử, đã như vậy, người này không tính là tự ý rời khỏi vị trí. Nếu thống lĩnh Khương cứ muốn đánh anh ta 500 roi, tôi có thể cho rằng thống lĩnh Khương lợi dụng việc công trả thù riêng không? Tôi có thể báo cáo với thành chủ. Ông, tôi còn có nhiệm vụ tuần tra, đi trước đây. Nói xong, Khương Kiếm Phong hầm hàm liếc nhìn hầu tử một cái, rồi lại lạnh lùng lướt nhìn Diệp Bắc Minh. Sau khi rời khỏi phạm vi của cổng thành, hạ lệnh với người bên cạnh, để ý chặt họ cho tôi, tìm được nơi dừng chân của họ, lập tức thông báo cho tôi. Vâng. Trước cổng thành, hầu tử nói lời cảm ơn Thạch Trung Hổ, cảm ơn tiền bối ra tay tương trợ, tại hạ cảm kích bất tận. Thạch Trung Hổ lắc đầu, bạn của chủ nhân, là bạn của tôi. Chủ nhân. Hầu tử sợ giật mình, anh Diệp, thế này là thế nào? Chỉ có thực lực cảnh giới thần tôn trở lên mới có tư cách có được tinh hồn lệnh. Một cảnh giới thần tôn đó, lại gọi anh Diệp là chủ nhân. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ở đây nhiều người, tìm một nơi rồi tôi giải thích cho anh. Hầu tử giơ ngón tay cái, vãi, anh Diệp thật lợi hại. Quả nhiên người lợi hại đi đến đâu cũng lợi hại, không giống tôi. Tôi còn nghĩ mình thiên phú dị bẩm cơi. Kết quả đến thần giới mới phát hiện tôi chẳng là gì hết. Cười khổ lắc đầu. Diệp Bắc Minh vỗ vai anh ta, đừng nghĩ nhiều, anh em chúng ta không dễ gì gặp nhau được ở thần giới. Tìm nơi uống vài ly đi. Được, hầu tử đồng ý nhanh gọn. Thạch Trung Hổ lên tiếng, chủ nhân, tôi có tinh hồn lệnh có thể lên phòng bao trên tầng. Hay là tôi đi nói với trưởng quầy một tiếng. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, không sao, anh em vừa gặp mặt thì ăn luôn ở đây đi. Vậy được. Hầu tử nhìn thực đơn một cái, cắn răng gọi một bàn ăn ngon. Hai người vừa ăn chưa được mấy miếng, Khương Kiếm Phong dẫn một đám người xuất hiện ở cổng tử lầu. Một người quản lý trung niên lập tức ra nghênh đón, ô, là thống lĩnh Khương, cơn gió nào đưa cậu đến đây thết gạch dưới. Trên tầng có phòng bao, để lại riêng cho cậu đấy. Khương Kiếm Phong đảo mắt nhìn khắp đại sảnh tầng 1, lập tức nhìn sang bàn của Diệp Bắc Minh. Nhếch miệng cười. Không cần, hôm nay tôi ngồi tầng 1. Cất bước chân đi về phía Diệp Bắc Minh. Thạch Trung Hổ cau mày, chủ nhân, Khương Kiếm Phong đến. Ánh mắt nhìn lên ông lão để râu dê đi sau Khương Kiếm Phong 3 bước, ông lão đó tên là Tê Cung, cảnh giới thần tôn đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn tôi một chút. Anh Diệp, hầu tử cũng hơi căng thẳng, đều tại tôi không tốt, nếu tôi chịu 500 roi sấm sét thì đã không có chuyện này rồi. Diệp Bắc Minh trợn trừng mắt, đừng nói lời ngốc nghếch, anh chịu 500 roi thì còn sống được không? Nhưng, hầu tử tỏ vẻ mặt tự trách. Diệp Bắc Minh lắc đầu, vỗ vai hầu tử, đừng lo lắng, chúng ta tiếp tục ăn, mặc kệ hắn tai. Được, hầu tử kiềm chế nỗi lo lắng. Bàn này rất được, chúng ta ngồi ở đây đi, Khương Kiếm Phong đi đến, chỉ vào chiếc bàn của Diệp Bắc Minh. Soạt, ánh mắt của tất cả thực khách ở tầng 1 đều nhìn qua. Có kịch hay xem rồi. Quản lý trung niên hơi khó xử, thống lĩnh Khương, bàn này đã có người rồi. Phòng bao trên tầng dành riêng cho cậu đấy,
cậu việc gì cứ phải ngồi trong góc rẽ cầu thang, vị trí này. Bốp! Tôi lập tức sắp xếp người đổi cho cậu. Chạy đến trước Diệp Bắc Minh với vẻ mặt đau khổ, cậu Vương, thực sự xin lỗi. Có vị chuyển chỗ ngồi không? Cậu Vương, tôi xin cậu đấy. Quản lý trung niên đỉnh quỳ xuống. Vừa hay, bên cạnh có người thanh toán, chống ra mấy chiếc bàn. Hầu tử không nhãn tâm, anh Diệp, hay là chúng ta nhường đi? Con người lão Trương rất tốt, cũng là người thật thà. Được, theo anh sắp xếp, Diệp Bắc Minh gật đầu. Được được được. Người quản lý trung niên lập tức chuyển đồ ăn trên bàn sang bàn bên cạnh, rồi mời Khương Kiếm Phong ra ngồi. Khương Kiếm Phong vừa ngồi xuống, lại nhìn chiếc bàn của mấy người Diệp Bắc Minh, không thấy tôi có đông người thế này à? Tôi cần cả chiếc bàn đó. Quản lý trung niên ngẩn người, a. À. Khương Kiếm Phong tát quản lý trung niên một cái, a à cái gì mà a? À. Mau bảo họ cút đi. Diệp Bắc Minh cau mày, anh muốn gây sự với tôi thế hả? Khương Kiếm Phong đập bàn cười lớn, ha ha ha, giờ mới phát hiện ra à? Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến anh, tại sao anh cứ phải ra mặt giúp tên phế vật này chứ? Thực sự cho rằng có Thạch Trung Hổ chống lưng thì có thể ngang ngược ở thành thứ 72 à? Một câu, hôm nay ông đây cứ muốn chơi chết mày. Vì hầu tử, Diệp Bắc Minh đã nhịn hai lần. Không thể nhịn nữa, thì không cần nhịn. Diệp Bắc Minh đột nhiên nổi giận, một bước trực tiếp xuất hiện bên cạnh Khương Kiếm Phong. Mày thích ăn lắm hả? Một trường tóm về phía cổ họng của hắn. Tê cùng ở bên cạnh bỗng mở đôi mắt, gầm thét một tiếng, cậu Khương tránh xa ra. Cút! Bàn tay khô gầy tóm về phía trái tim của Diệp Bắc Minh. Cút cái mẹ mày! Diệp Bắc Minh nổi giận, tay trái Chí Tôn tóm về phía bàn tay khô gầy của Tê Cung. Khoảnh khắc hai người tiếp xúc, rắc một tiếng giòn tan. Bàn tay của Tê Cung nổ nứt, cơ thể bị đánh bay đi. Lão Tề! Khương Kiếm Phong sợ giật mình, cuối cùng biết mình đã gây sự với người không nên chọc. Liền sau đó, tay phải của Diệp Bắc Minh tóm cổ họng của hắn, đập mạnh cái đầu của hắn về phía đồ ăn trên bàn, mày thích gây chuyện phải không? Phập, một tiếng bức bối, bát đĩa vỡ tan. Trên khuôn mặt của Khương Kiếm Phong bị rạch đầm đìa máu tươi. Giọng của Diệp Bắc Minh băng lạnh giống như tử thần, cả tầng một tử lầu lập tức trở nên giống như hầm băng. Tên nhóc này mọc từ đầu ra vậy, lại dám ra tay với thống lĩnh Khương ở thành thứ 72. Những võ giả khác có mặt tỉnh táo lại, đều ngẩng đều nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Trong mắt đầy vẻ chấn hãi. Nhóc con, mày biết mình đang làm gì không? Người của nhà họ Khương mà mày cũng dám. Tê Cung vừa cầm máu cho bàn tay bị rách nứt, vừa lạnh lùng uy hiếp. Diệp Bắc Minh tóm cổ của Khương Kiếm Phong, đập mạnh xuống bàn. Quay người bước ra một bước, đi thẳng đến chỗ Tê Cung. Nhóc con, mày muốn làm gì? Vẻ mặt Tê Cung biến sắc. Vừa nấy một quyền của Diệp Bắc Minh khiến lòng người kinh hãi. Ông ta tiện tay rút ra một thanh trường kiếm, chém một đường về phía Diệp Bắc Minh, nhóc con, mày sẽ chết rất thảm đấy. Mày vốn không biết mày đã đắc tội với yêu. Một tiếng gầm thét, trường kiếm trong tay Tê Cung ầm ầm bùng phát, một hư ảnh báo săn xuất hiện phía sau ông tan. Mang theo kiếm khí ngút trời chém về phía Diệp Bắc Minh. Cút! Diệp Bắc Minh vung tay trái Chí Tôn, tấn công ra một quyền. Rắc rắc, một tiếng trầm bức, hư ảnh báo săn bị một quyền đấm nát, kiếm khí càng tiêu tan tại chỗ. Sức mạnh còn lại đập mạnh lên lồng ngực của Tê Cung, đánh ông ta bay ra phía sau đập lên bức tường của tử lầu. Nếu không phải bức tường của tử lầu sáng lên một trận pháp phòng ngự, ngăn Tê Cung bay ra ngoài, thì sợ rằng ông ta sẽ trực tiếp đập xuyên qua cả bức tường. Phập, cả tử lầu chấn rung dữ dội. Lúc này Tê Cung mới trượt rơi xuống đất. Lồng ngực lõm xuống. Toàn bộ xương sườn gãy lìa. Không chỉ như vậy, kinh mạch toàn thân và đan điền của ông ta lại bị một quyền trực tiếp đánh vỡ. Mày! Tê Cung đưa tay chỉ vào Diệp Bắc Minh, trong đôi mắt đầy vẻ kinh sợ, mày là ai? Những người có mặt đều sợ trố mắt bởi cảnh này. Quá cuồng ngạo! Quá hung tàn! Quá khủng bố! Nhìn con mắt của Diệp Bắc Minh, và cả giọng nói băng lạnh vô tình đó. Khương Kiếm Phong sợ đến run rẩy. Tao không biết mày là ai, nhưng mày biết tao là ai không? Tao là... Còn chưa nói xong, một tay Diệp Bắc Minh tóm chặt cổ của Khương Kiếm Phong. Bốc một nắm mảnh sứ vỡ, nhét về phía miệng của Khương Kiếm Phong. Khương Kiếm Phong đang muốn nôn ra.
giọng nói như tử thần vang lên, trực tiếp nuốt xuống, hãy nhớ, không được cắn vỡi. Nếu mày dám nôn ra, tao bảo đảm sẽ trực tiếp giẫm nát cái đầu của mày. Khương Kiếm Phong không ngừng run lên, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Hắn có trực giác, nếu mình dám nôn mảnh sứ ran Diệp Bắc Minh sẽ giẫm nát đầu hắn thật. Điên rồi, hắn là kẻ điên, rốt cuộc mình đã chọc vào ai thế này? Khương Kiếm Phong đã rất muốn khóc. Đúng lúc hắn do dự, trên cầu thang vang lên một giọng nói, vừa nãy là các người gây ầm, hả? Khiến bản công tử ăn cơm trên tầng cũng không được yên tĩnh. Soạt, tất cả mọi người đều quay đầu. Chỉ thấy, mấy nam nữ thanh niên từ trên cầu thang đi xuống. Thanh niên dẫn đầu mắt còn cao hơn đỉnh đầu, mặc cẩm y hoa lệt. Một cô gái thướt tha duyên dáng đi theo phía sau, đeo lụa trắng che khuôn mặt. Khi nhìn thấy người này, đồng tử của tất cả mọi người trong tử lầu đều co lại. Đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng, hu hu hu. Cậu Trương, cứu tôi với. Khương Kiếm Phong không dám nhả mảnh sứ vụn ra, trong lúc nói mảnh sứ vụn lạo xạo trong miệng. Máu tươi trào ra từ miệng như nước suối. Diệp Bắc Minh nhìn thẳng thanh niên trên cầu thang, anh cũng muốn lo chuyện bao đồng. Việc này, mọi người đều khó thở, Diệp Bắc Minh làm sao dám ăn nói. Với cậu Trương như vậy, thanh niên ngẩn người, sau đó cười, anh không biết tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu, lại trực tiếp mặc kệ Trương Thiên Vũ. Quay người nhìn Khương Kiếm Phong, mày ăn chậm quá, cho mày thêm thời gian 100 hơi thở. Ăn hết toàn bộ đĩa vỡ dưới đất. 1,2, 3. Tao ăn, tao ăn. Khương Kiếm Phong sợ đến bỏ dưới đất, nhặt mảnh sứ vụn nhét vào miệng. Hắn đã sợ thật sự. Khi Diệp Bắc Minh đếm đến 87, dưới mặt đất đã không còn mảnh vụn nào. Trong miệng Khương Kiếm Phong đầy máu, vành miệng cũng rạch nát đại. Đại nhân, tôi ăn hết rồi. Diệp Bắc Minh cười như không cười nhìn hắn, sao mày còn gây rắc rối với tôi không? Không dám nữa, không dám nữa. Khương Kiếm Phong quỳ dưới đất dập đầu liên tục, trong lòng lại hung dữ nghĩ, Khương Kiếm Phong thề với trời, nhất định sẽ băm băm mày ra làm trăm mảnh. Bất luận dùng thủ đoạn gì, trả cái giá thế nào, tao cũng phải cho mày chết vô cùng thê thảm. Bây giờ thực lực không đủ, chỉ đành âm ức khuất phục. Nhưng, mày cứ đợi đấy cho tao. Chết. Sát ý ngút trời, toàn bộ được chôn xuống đáy lòng. Diệp Bắc Minh đột nhiên cười, đáng tiếc, mày không có cơ hội nữa. Hả? Cơ thể của Khương Kiếm Phong run lên, kinh sợ ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng vô địch, đồng tử co mạnh lại. Chẳng lẽ suy nghĩ trong lòng đã bị Diệp Bắc Minh nhìn thấu? Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, lên đường đi. Khương Kiếm Phong sợ hãi lùi lại, tao đã ăn hết bát đĩa rồi, mày còn muốn giết tao. Mày không giữ lời. Tôi đã nói mày ăn hết đĩa thì không giết mày lúc nào. Diệp Bắc Minh cười. Vãi. Khương Kiếm Phong tức giận gầm một tiếng, máu tươi từ trong miệng phun ra, Khương Kiếm Phong tao không thể nào chết ở đây. Quay người xông ra khỏi tử lầu. Lúc xông đến cửa lớn tử lầu. Diệp Bắc Minh tấn công ra một quyền. Tê Cung dùng hết sức lực cuối cùng xông lên, cậu chủ mau chạy đi. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, hầu tử, chúng ta ăn tiếp không? Ức ực. Hầu tử nuốt nước miếng, anh Diệp, anh đã giết thống lĩnh Khương, liệu có? Diệp Bắc Minh cười, yên tâm, tin tôi đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Hầu tử suy nghĩ một lát, gật đầu, đừng ngồi không yên. Đúng lúc này. Một thanh niên bên cạnh Trương Thiên Vũ quát nói, nhóc con, mày tên là gì? Con trai của tông chủ Trấn Hồn Tông chúng ta đang ở đây, mày còn dám ngồi ăn cơm? Còn không mau lại đây hành lễ. Diệp Bắc Minh như không nghe thấy gì. Tiếp tục ăn. Đi đường liên tục, anh thực sự rất đói. Người thanh niên thấy Diệp Bắc Minh phớt lờ hắn, cảm thấy mất hết mặt mũi, tức giận quát, tao đang nói với mày đấy, không nghe thấy hả? Con trai của tông chủ Trấn Hồn Tông đang ở đây. Còn không qua đây hành lễ. Diệp Bắc Minh bưng chén rượu, uống cạn một hơi, cho dù đích thân tông chủ Trấn Hồn Tông đến, tôi cũng có thể ngồi ngang hàng. Con trai của tông chủ nhỏ bé, cũng xứng để tao hành lễ. Cả tử lầu chìm vào tĩnh lặng như cái chết. Không khí đông cứng. Vãi, tên nhóc này có lai lịch thế nào, khẩu khí lớn như vây. Hắn dám nói ngồi ngang hàng với tông chủ Trấn Hồn Tông. Các thực khách trong tử lầu sợ hãi lùi lại. Thạch Trung Hổ mở to đôi mắt,
ông ta biết Diệp Bắc Minh rất cuồng ngạo, nhưng cũng không ngờ cuồng ngạo đến thế. Chủ nhân, thế lực của Trấn Hồn Tông rất lớn, cậu. Ngay cả cô gái đeo khăn che mặt bên cạnh Trương Thiên Vũ cũng ngạc nhiên lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Trong đôi mắt đẹp chớp lên gợn sóng. Chỉ có hầu tử mặt đầy kích động, đây mới là anh Diệp mà mình quen thuộc. Tông chủ gì chứ, chẳng là cái thá gì. Người thanh niên, không được sỉ nhục Trấn Hồn Tông, không được sỉ nhục bố của tôi. Sắc mặt Trương Thiên Vũ lạnh lùng, trực tiếp hạ lệnh, bắt lấy hắn. Áp giải về sơn môn Trấn Hồn Tông, quỳ ăn năn hối cải vạn năm. Giỏi! Hai ông lão cảnh giới thần tôn đỉnh phong phía sau Trương Thiên Vũ đang định ra tay. Dừng tay! Bỗng nhiên, một giọng nói già nua gấp gáp vang lên, đừng làm bừa, cậu ta nói không xêu. Cái gì? Mọi người trong tửu lầu đều kinh ngạc, tất cả quay đầu nhìn ra cửa lớn tửu lầu. Ông có biết sau khi về Trấn Hồn Tông sẽ chịu trừng phạt thế nào không? Ngụy Vô Nhai gật đầu với sắc mặt nghiêm túc, công tử, đương nhiên thuộc hạ biết. Là trưởng lão của Trấn Hồn Tông càng không thể xin nhục tông chủ. Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh tông chủ mới của Thái Dương Tông, với thân phận địa vị của Thái Dương Tông, Diệp tông chủ thực sự có thể ngồi ngang hàng với tông chủ Trấn Hồn Tông chúng ta. Vừa dứt lời, giống như đập một tảng đá lớn xuống mặt nước yên ả. Dấy lên sóng lớn ngút trời. Cái gì? Hắn chính là Diệp Bắc Minh, tông chủ của Thái Dương Tông. Vãi! Nghe nói một mình hắn đã nuốt chừng 148 chiếc xương chí tôn. Có phải thật không? Vãi, nếu nói như vậy, bây giờ trong cơ thể của hắn có 148 chiếc xương chí tôn. Chẳng trách thực lực của hắn khủng bố như vậy. Cả tửu lầu xôn xao. Mấy ngày nay, tất cả mọi việc xảy ra bên ngoài Thái Dương Tông đã truyền khắp hơn nửa thần giới. Thái Dương Tông khôi phục. Tông chủ Diệp Bắc Minh một mình nuốt chừng 148 chiếc xương chí tôn. Mười thần hoàng giáng xuống chúc mừng Thái Dương Tông. Bất kỳ chuyện nào cũng đủ khiến người ta kinh hãi đến nổ con mắt. Theo lý mà nói, sau khi Diệp Bắc Minh dung hợp 148 chiếc xương chí tôn thì sẽ trốn trong Thái Dương Tông không ra ngoài, cho đến khi thực lực đủ để tự bảo vệ mình. Mọi người nằm mơ cũng không ngờ, lúc này Diệp Bắc Minh dám xuất hiện ở rừng rậm tinh hồn. Tất cả mọi người ánh mắt rực lửa, đều nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Tham lam, kích động. Sát ý, ngưỡng mộ, đố kỵ. Các loại cảm xúc dâng lên. Đồng tử của Trương Thiên Vũ co lại, Ngụy trưởng lão, hắn là Diệp Bắc Minh thật sao? Trong đôi mắt đẹp của cô gái bên cạnh dấy lên gợn sóng. Đúng thế. Ngụy Vô Nhai nhìn về hướng Diệp Bắc Minh một cái, Diệp tông chủ, không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, coi như đáp lại. Trương Thiên Vũ kiêng sợ nhìn Diệp Bắc Minh một cái, chúng ta đi. Trực tiếp chạy đến chiếc bàn của Diệp Bắc Minh, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Tự giới thiệu, chào Diệp tông chủ, tôi là Lãnh Thanh Thu. Tôi rất có hứng thú với xương chí tôn trong cơ thể Diệp tông chủ, anh thực sự đã dung hợp 148 chiếc xương chí tôn sao? Nhưng tôi nghe nói, xương chí tôn cực kỳ hiếm có, một vài thần hoàng đã tìm kiếm xương chí tôn khắp nơi cho con cháu của mình. Cuối cùng cả đời cũng không tìm được một chiếc nào. Diệp tông chủ làm thế nào mà một lúc tìm được 148 chiếc xương chí tôn? Nói xong, mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, đợi Diệp Bắc Minh trả lời. Một mùi hương ập đến, khiến tinh thần người ta phấn chấn. Diệp Bắc Minh bị chọc cười, ha ha, chúng tôi không biết cô Lãnh trông như thế nào. Vừa đến đã hỏi xương chí tôn, có phải không lịch sự lắm không? Nhưng anh không nổi giận. Trực tiếp đến hỏi. Cũng còn tốt hơn vài người âm thầm ra tay. Ít nhất, không khiến Diệp Bắc Minh thấy phản cảm. Được thôi. Lãnh Thanh Thu gật đầu, tay ngọc lướt qua khăn che mặt, chậm rãi tháo xuống. Một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện trước mắt. Đẹp, quá đẹp. Các võ giả xung quanh nhìn mà mê mẩn, không ngừng nuốt nước miếng. Vãi, cô. Hầu tử suýt nhảy lên. Diệp Bắc Minh cũng ngẩn người, nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Thu. Bị Diệp Bắc Minh nhìn như vậy, Lãnh Thanh Thu hơi không tự nhiên, làm sao? Trên mặt tôi dính thứ gì à? Hầu tử nhìn Diệp Bắc Minh, rồi lại nhìn Lãnh Thanh Thu, cô Lãnh, cô trông rất giống với một người phụ nữ của anh Diệp. Phụt! Lãnh Thanh Thu ôm miệng cười, giống như ngôi sao lướt qua bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng, anh Diệp, cách tán gái của anh bạn này của anh cũng thật kém quá rồi. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha.
Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 91.